Dạ, cửa hàng Cơ Huy Hòa xin kính chào toàn thể các anh em quý vị các bác nhé. Địa chỉ cửa hàng tại thôn 8 xã Đắk Bút So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, số điện thoại 0354392929. Vâng, thì cửa hàng chúng em hôm nay tiếp tục lên cho các bác xem một máy cưa xích. Đó. Hôm nay là lên một con cưa Estin các bác nhé, Estin 020. Đó, một dòng cưa quốc dân rồi, made in Germany nhá. Đó, chuẩn dòng bãi Đức. Con này thì sản xuất năm 1999 này các bác. Đó, hiệu 020. Con này thì các bác nào sử dụng thì gia đình cũng như là về khai thác nhẹ nhàng quá là ok rồi các bác nhá. Nòng 40 ly. Cũng nói thủ dạng là to đấy đấy các bác ạ. Đó, ốc lam to bản này. Ốc 19. Lam này của nó là lam 4 tấc các bác nhá. Mặt cắt được 35 phân. Đó. Thắng xích thì đầy đủ nguyên nhá. Nói chung là con này thì em bao zin cho bác từ A tới Z, hàng nguyên zin, nguyên đai, nguyên kiện. Chưa bung chạm máy móc gì cả. Tổng thể nội thất của nó đây ạ. Đây. Estin nhá. Tất cả linh kiện này chế chiếc cái zin từ A tới Z nhá. Nói chung là em đã dọn rửa cũng là dọn đồ ngon lành. Đấy, chữ Estin ở đây các bác nhìn rõ không ạ? Đó, chữ Estin nhá. Tất cả chế zin này. Máy móc cái đẹp nhất nách luôn các bác nhá. Hàng nói chung là em dọn đồ ngon lành này, về các bác chỉ việc xài và sử dụng thôi. Đó, tay nắm giật Estin này, dây giật chuồn zin của nó hết nhá. Hàng chưa có xoay sửa chữa hay cái gì cả. Cái dây giật của nó thì còn zin nguyên các bạn các bác nhá. Đó, quá là đẹp. Mã số nó đây, 142446075. Đó, mặt tiền cũng là đẹp nhá các bác nhá. Tổng thể con này cực kỳ đẹp rồi. Về các bác sử dụng quá là ok. Nhẹ nhàng con này thì chắc nó rơi vào tầm khoảng 4 kg, hơn 4 kg đó. Tầm đấy thì các bác ạ. Đó. Quay tổng thể ngoại hình cho các bác xem qua nhé. Đó, các bác ưng ý hoặc là thích hàng hệ thì có thể liên hệ và đặt em này. Đó, các bác nào xem video của em chốt con này hoặc là muốn đặt hàng thì có thể nhấc máy lên và liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0354392929, cũng như kết bạn qua Zalo cho em. Em cũng xài Zalo số đó luôn để đặt hàng các bác nhé. Các bác ở đâu thì em cũng có thể ship được hết, từ Nam ra Tây Bắc, từ Tây Bắc xuống cái miền Tây có thể ship được hết, ship toàn quốc cho các bác. Và khi các bác đặt hàng của bên em sẽ được kèm bộ phụ kiện là gồm 3 món là một típ mở buji, một chiếc rũa, một tô vít chỉnh. Đó, một chiếc rũa làm xích. Về mà thấy các bác nào thấy xích chẳng hạn mà nó có bị cùn hoặc là thấy nó cắt nó không có ăn gỗ thì em sẽ tặng cây rũa đó, thì các bác rũa giúp em nhé. Đó, giờ thì em không có thời gian mà ngồi bảo đi rũa từng cây cho các bác được đấy, nên là các bác nào về mà thấy xích nó hơi cùn thì em sẽ tặng thêm một cây rũa đó, thì về các bác ngồi rũa giúp em. Đó, còn tổng thể máy móc thì bao cho các bác là nguyên zin nguyên lành. Đó, máy móc thì bảo hành cho các bác sử dụng. Nói chung là con này thì đồ đạc đến nữa thì cũng rất là dễ sửa chữa nhá. Đó, đồ đạc trên thị trường cũng rất là nhiều, hàng hệ mà, nên là các bác không phải lo lăn tăn về đồ đạc dòng bãi Nhật đến nữa sửa chữa nó khó. Đó, nên là các bác cực kỳ yên tâm. Dòng Estin thì trên thị trường thì bán rất là nhiều linh kiện. Đó, vâng, bây giờ thì em test nổ cho các bác nghe qua tiếng máy luôn nhá. Bốc cũng như rét máy luôn các bác nhá. Đó, con này thì không có cái gì gọi như độ trễ hay là độ chậm gì cả. Vòng tua nó thì cực kỳ cao các bác nhá. Đó, giờ các bác nào ưng ý thì có thể liên hệ qua em để đặt hàng. Rồi em chào các bác, hẹn các bác ở video sau.